Công ty chăn nuôi Long Bình đang sử dụng vaccine Avinil Neo của tập đoàn Meran. Chúng tôi sử dụng tại nhà mắt và trong trại gà. Trong quá trình sử dụng, chúng tôi nhận thấy vaccine này rất an toàn, tiện lợi và hiệu quả. Nó rút ngắn được thời gian pha vaccine so với các loại vaccine sử dụng trong lọ thủy tinh trước đây. Đó là lý do chúng tôi chọn công nghệ mới của tập đoàn Meran do công ty Vifavet phân phối. Hiện nay công ty Long Bình cung cấp cho thị trường bao gồm KFC và chuỗi thực phẩm an toàn thành phố Hồ Chí Minh hơn 300.000 con mỗi tháng. Bởi vì cái yêu cầu càng ngày càng khắt khe của phía đối tác nên tôi quyết định chọn sản phẩm dịch vụ cao cấp của Megan do công ty Vifavet phân phối. Avinil Neo là một cái sản phẩm vaccine thế hệ mới thì nó có những cái ưu điểm vượt trội hơn sản phẩm cũ là an toàn, hiệu quả, rút ngắn thời gian pha vaccine, bảo quản dễ dàng, thân thiện với môi trường. Bởi vì chỉ cần lấy viên vaccine ra, chúng ta pha là tan rất là nhanh. So với trước đây chúng ta phải dùng cái lọ thủy tinh thì mở ra cái thời gian pha lâu và thường là tồn dư dính lại làm không có chính xác cái liều lượng. Sau đó phải lo đi hủy những cái lọ vaccine, nó không thân thiện với môi trường.